Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em Duy Đình Duy Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả diễn biến tiếp theo Tập 10 của tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc Trải vội vào bếp, nhấc siêu nước nguội tu một hơi cho tỉnh hẳn Đinh Văn Lâm ngồi dựa lưng vào gốc cây với bộ mặt như kẻ mất hồn Chẳng có hồn ma cha con lão Lý Hoan. Người tưởng cầm cây giáo chỉ là chú tiểu dậy sớm cầm chổi quét sân, vùng gươm đâm kẻ thù trong tiềm thức. Đinh Văn Lâm chẳng ngờ mình sát hại thêm người vô tội. Nửa năm ăn chay nghe kinh Phật, vừa xơi hai đồi nai và tu bình rượu, đã thành kẻ lấy oán báo ân. Không muốn ánh mặt trời dọi vào hai xác chết, cậu đánh bê chú tiểu và sư trụ trì đặt vào chai phòng giờ là lúc bình tâm suy xét những bước đi tiếp theo. Nồi thịt nai kho tương đã nguội, giờ là lúc thổi niêu cơm trước khi rời đi. Từng được nghe câu cứu vật, vật trả ơn, cứu người, người trả oán. Đinh Văn Lâm tự thấy mình chẳng khác gì loài cầm thú. Sư chủ trì đã rộng vòng tay đón nhận. Trong phút loạn thần, cậu đã giết sạch. Cơm chín được đổ ra nong để nắm lại mang theo ăn đường cầm thằng trái ăn kèm miếng thịt nai kho. Cậu thở dài vì lại cao chạy xa bay thêm lần nữa. Dù chưa rõ bước chân vô định sẽ đi đâu về đâu, trước mắt phải sơi đẩy tễ còn có sức đi xa. Lục khắp chùa, chỉ nhặt được vài thoi bà cùng chục quan tiền. Đinh Văn Lâm tự gọt tóc rồi mặc bộ cà sa của sư trụ trì. Cậu không quên đeo chuỗi chẳng hạt giống người tu hành. Ngay đầu giường nơi chú tiểu hay ngủ, một sấp giấy có những bài luyện chữ đặt cạnh đĩa đèn dầu lạc đinh văn lâm cầm tờ đầu tiên khẽ đọc thi thư hữu lộ cần vi kính học hài vô nhai duy cần thị ngạn núi sách vở có lộ trình siêng năng là đường đến biển học vô bờ chuyên cần ắt thành công thương chú tiểu chưa học được bao nhiêu đã rời xa cõi tạm đau buồn vì sư chủ trì sống đời thanh bần bị mình sát hại Đinh Văn Lâm biết chẳng thể thay đổi được điều gì, giờ là lúc phải rời xa ngôi cổ tự. Bê cổi từ gian bếp chất quanh giường ngủ, sau khi đứng chấp tay a niệm Phật để hương hồn hai thầy trò sớm vãng sanh miền cực lạc. Đinh Văn Lâm châm lửa đốt củi hòa thiêu hai xác người, đợi ngọn lửa bốc cao nuốt chừng dãy nhà ngang cùng căn bếp, Cậu lặng lẽ rời đi. Với trang phục nhà sư còn cầm kiếm e không thuận, tuy nhiên cậu chẳng thể buông kiếm vì trông gai trước mặt đúng như câu oan có đầu nợ có chủ cho rằng việc mình uống phải loại rượu quái quỷ của gia đình gã người dao đỏ là nguyên nhân chủ yếu nghĩ sao làm vậy đinh văn lâm vác thanh kiếm nhằm hướng ngôi nhà sàn cuối rừng để trả thù chẳng hiểu sao nhà của gã đó nằm tách biệt không cùng bàn với những nhà còn lại việc đó khiến cậu yên tâm chẳng ai biết chuyện gì sắp xảy ra không đợi chiều tối vì làm gì có ai ở nơi tâm sơn cùng cốc Đình Văn Lâm đặt tay nải có cơm nắm cùng thịt nai kho tương ngay trên cầu thang, rồi nhẹ bước lên chín bậc cầu thang. Gia đình gã người dao đỏ có hai vợ chồng cùng ba đứa con. Đình vật Lâm ước thấy đứa trẻ theo mẹ lên nương hay vào rừng. Riêng lão chủ nhà đổi bình rượu lấy con thỏ phải chết vì tội không thể tha. Bước xuống từ ngôi nhà sàn, từng giọt máu tươi trên lưỡi kiếm giỏ thành vệt theo bước chân đi. Con chó mực nằm gầm nhà sàn dường như linh cảm thấy nguy hiểm nó không dám sủa mà chạy một mạch rồi mất hút sau lùm cây đã đốt chùa phi tăng, giờ đốt thêm một ngôi nhà sàn cũng chẳng hề hấn gì khác nào nghĩa quân cần vương đốt cả chục nóc nhà sàn ở thung lũng hồ gầm nghĩ sao làm vậy đình văn lâm châm lửa đốt nhà sàn trước khi gã rời đi dù tay nhuốm máu người vô tội ít ra cậu tự an ủi việc cả nhà gã người giao được đoàn tụ nơi chín suối chẳng thiếu người nào sẽ tốt cho họ theo lộ trình hôm nay, trước khi trời tối phải tới được mò vàng rồi nghỉ qua đêm. Ngày hôm sau, đặt chân tới phiên thần miếu ở lại ít ngày. Không có ngựa nên việc đi bộ tốn sức hơn. Bù lại khi tới trấn Bảo Hà có thể theo thuyền về xuôi. Đinh Văn Lâm nhớ rõ, bến sông xưa, cổ Vi Văn Tan từng có một đội thương thuyền ngược xuôi. Đó là thời hương thịnh của dòng họ Vi. Từ ngày con của cụ Tam đổi thành họ Đinh, mọi việc khác dần nhưng chẳng tránh khỏi Người đội xong họ Đinh không ai khác, đó là ông nội Đinh Văn Tản, hiện thờ trong ngôi tử đường ở làng Đơ Thao. Nhờ số cơm nắm cùng thịt nai co tương, sau ba ngày lận lội trong rừng, Đinh Văn Lâm có mặt hợp viên thần biếu, đề nghị trước khi rời Trấn Bảo Hà. Mang tỏi bạc và bản đồi lương thực, Đinh Văn Lâm biết chẳng thể quay lại con đường xưa cũ. Giết một lúc bày mạng người vô tội trong một ngày, đó là tội ác chất chồng khó thứ tha. An nghỉ trong phiên thần miếu, đôi lần gặp lại bóng bộ xương khô thoát ẩn thoát hiện khiến cậu khó chịu đợi khi hoàng hôn buông xuống cậu đền đái vào những cành dâu rồi treo ngoài cửa đến ngày thứ ba vẫn thấy bộ xương khô nằm vắt vèo trên xà nhà chỗ cành dâu tầm nước đáy, không ăn thua như vậy bộ xương khô cố tình trêu ngươi chẳng rõ có ý định gì không chỉ được người âm đinh văn lâm vào bàn mời thầy tào tới làm lễ và dán bùa nhờ vậy những ngày tiếp theo bộ xương khô chẳng dám bén mảng Hận vì có kiếm chẳng chém được hồn ma, Đinh Văn Lâm nhờ thầy Tào dựng cho thằng đá có khắc câu bùa chú. Như vậy hồn ma vất vưởng của nông trí hào không thể bén mảng vào trong phiên thần biếu. Nửa đêm ngồi bó gối, nhìn ánh trăng dọi qua khe cửa. Đinh Văn Lâm thấy, đến lúc rời khỏi chốn này. Giờ tính ban đầu chỉ ở lại ba ngày, thấm thoát đã gần một tháng trôi qua. Như vậy là quá đủ. Sau liên tiếp những lần sát hại người vô tội, Đến về cậu chẳng có nổi một giấc ngủ sâu. Đúng như câu, thức khuya mới biết đêm dài ngồi đợi khi bình minh ló dạng quả là cực hình Giờ định sáng mai sẽ tới trấn bảo hà để đêm dài quá nhanh nên cậu dùng kiếm gọt tóc thêm lần nữa cho giống một nhà sư khi con gà đậu trên cành trám vươn cổ gáy giống vị chân tu đi hoàng dương đạo pháp đinh văn lâm mặc bộ cà sa đeo tay nải rời phiên tần miếu với thành kiếm nhuốm máu nhiều người cậu cho vào ống tre nhằm ngụy trang khi đã ngồi trên thuyền, nhìn lại vùng núi rừng nơi mình gây tội ác, Đinh Văn Lâm chẳng dám nghĩ điều gì xa xôi. Ngay lúc này cậu muốn đi thật xa, có thể chẳng bao giờ quay về làng gặp mẫu thân, vì mặc cảm bản thân là con quỷ khát máu. Khi thuyền gian giữa dòng sông, thoáng chút lưỡng lự, vị sư tự nhận mình là Thích Minh Đăng, lên thả ống tre giấu thanh kiếm xuống chỗ nước xoáy. Dẫu biết kiếm có thể trôi đi hay chìm, những án mảnh về tội lỗi còn đó, trong thời gian bình tâm suy xét khi ở lại phiên thần miếu cậu tự trách mình hèn nhát vì rời ngôi cổ tự đáng ra xảy ra cơ sự thay vì đốt nhà thiêu xác rồi bỏ đi cậu có thể ăn táng cho sư trụ trì cùng chú tiểu rồi đêm ngày đọc kinh sám hối sai lầm nối tiếp sai lầm ngay khi rời chùa cậu đã ghé nhà của gã người dao đỏ nếu say rượu lỡ tay giết người còn lý giải được giữa thành thiên bạch nhật đoạt mạng cả gia đình năm người là phạm tội đại ác Gia đình người dao đỏ chẳng làm gì nên tội. Họ chết bởi vì đổi bình rượu lấy một con thỏ. Đó là cái giá quá đắt và ác nghiệt. Ngồi trên thuyền lần chẳng hạt, còn miệng ea mấy câu kinh Phật do nghe nhiều nên thuộc. Vị sư tự phong là Thích Minh Đăng, dự tính sẽ đi vào tận Nam Kỳ. Chỉ có nơi xa đó mới khiến cậu tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và yên tâm tu tập. Đó là cậu nghĩ như vậy, Mất cả tháng, lúc ngồi thuyền, khi lên đường cái quan đi xe ngựa, cuối cùng sư thích Minh Đăng tới được sông Danh. Đây từng là nơi các chúa Trịnh và chú Nguyễn phân tranh. Có lẽ dòng họ Vi trước kia và dòng họ Đinh bây giờ chỉ có ba người đi xa đến vậy. Thời trước khi vô ly còn ngựa trên ngai vàng trong điện Kính Thiên, từ châu Vân Bản về kinh Thành Thăng Long không quá xa. Sau này nhà Nguyễn Thống Nhất Giang Sơn có một cụ tổ họ Vi vào kinh Đô Huế để diện kiến vô minh mạng trong điện Thái Hòa, Vị thứ hai tới kinh thành Huế chính là người Bắc ruột Đinh Văn Thiện. Ông đã lai kinh ứng thí dự thi hội và thi đình và đỗ hoàng giáp thời vua tự đức khiến cả họ mờ may mờ mặt. Nếu các vị tiền bối được triều đình trọng dụng, sư minh đang thừa biết mình đi xa nhằm trốn chạy khỏi những tội ác. Mọi ước muốn và hoài bão đã chính thức bị chôn vùi trong đám cháy ở gian nhà ngang của ngôi cổ tự và ngôi nhà sàn phía cuối rừng. Dưới chân thiên tử luôn rình rập nguy hiểm, sau hai tuần đánh lại bên bờ sông Giang, Sư Thích Minh Đăng quyết định vượt qua đệ nhất Hùng Quan, tức Đèo Hải Vân, vào Hoàn Nam Kỳ, tìm nhận sư phụ, bắt đầu con đường tu tập. Dẫu đã tính là vậy, khi vào đến đất Quảng Nam, nhân một chiều đi vãn cảnh, thấy có ngôi chùa nép mình bên sông, Sư Thích Minh Đăng đã ghé chào trụ trì ngôi chùa có tên là Phước Lâm Tự khá đẹp. Trải qua nạn binh đao, nhưng đồ thờ tự vẫn còn nguyên. Lúc nghe Sư Thích Minh Đăng giải bày, Sư chủ trì cho biết thiền môn luôn rộng mở với những người có tâm. Sau lễ bái sư, Đinh Văn Lâm chính thức được sư trụ trì Thích Nhân Nghĩa công nhận, pháp danh Thích Minh Đăng. Kể từ nay, con đường tu tập bắt đầu rộng mở. Không muốn nhớ lại tội ác kinh hoàng, Thích Minh Đăng ngày đêm học kinh kệ để tu tâm dưỡng tính. Thậm chí lúc ngó thấy hai người phú lăng xa vô tình đi ngang cơ chùa, cậu chẳng mang hơn thua hay dùng đao kiếm hạ sát. Sau cả năm trời ăn chay niệm Phật, sư Thích Minh Đăng thấm thía câu Cổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn bề khổ vô biên quay đầu làm bờ nhân ngày rảnh rỗi ông đồ thiện cùng bốn người học trò lớn hành hương về động khảo bàn việc học của đám học trò ít tuổi ở nhà do người trường trang đảm trách kể từ đợt nhìn thấy bộ cốt khô thoát ẩn thoát hiện vài năm trước ông đoán dường như nông trí hào muốn thông báo điều gì đó ngàn nỗi sau khi được thầy tào làm lễ giải thoát còi bùa chú bộ cốt khô chẳng còn ma lực như xưa Biết đơn hồn ma của nông trí hào cố hiện về, ông đồ thiện hiểu đó là tất cả những cố gắng cuối cùng trước khi siêu thoát. Không giống như ngày xưa có thể cưỡi ngựa sẽ kiếm đi ngay, giờ làm thầy đồ nên vững bận đủ thứ. Dẫu sao ông thấy mừng vì chuyến đi được thực hiện khi mình còn khỏe mạnh. Giá kể nhạc phụ là cụ nghè hoa, không hạt giá vân dô, ông đã về động khả bàn ngay sau đó. Đứng trước phiên thần miếu, không khó để nhận ra có tảng đá nghi câu bùa chú được đặt ngay gần cửa bên trong bùa chú dán khắp nơi chẳng khác nào bên đạo giáo vị thầy tào trong bản đừng mời tới vốn có sao nói vậy nên đã thật lại chi tiết những yêu cầu của sư thích minh đăng chẳng muốn hỏi nguyên nhân hễ hậu duệ họ vi khi xưa và họ đinh thời nay vị thầy tào đều thực hiện chú đáo mọi yêu cầu chẳng cần bồng lộc tổ tiên của thầy tào nhiều đời chuyên phục sự họ vi giờ đây dù hậu duệ không làm thổ ti ông vẫn tôn kính như chẳng có gì thay đổi nghe tin vị tướng quân năm xưa quay lại động khảo bàn những người giao người thổ từng là lính dưới quyền của ông đã tới gặp mặt biết mình chẳng đồ sức trèo đèo lội suối quay lại thung lũng hồ gầm ông đồ thiện ngò đời nhờ một vài người lính quay lại trốn cũ đặc biệt ghé ngôi cổ tự xem xét tình hình tự dưng thấy cháu trai mà cà xa quay về phiên thần miếu tiếp sau đó làm những việc khó hiểu khiến ông chẳng an lòng biển lễ và thắp hương tại phiên thần miếu ông đồ thiện thoáng chạnh lòng ngự trên bàn thờ có một bài vị khá to và còn mới đây là thờ vị thổ ti họ triệu vừa hạc giá vân du khi bỏ công bỏ của dựng phiên thần miếu dòng họ vi chẳng ngờ có ngày bị người họ khác đưa bài vị vào phối thờ âu cũng là quy luật thịnh suy đến như ngai vàng còn xoay chuyển khi dựng miếu là thờ vua cảnh hưng nhà hậu lê hiện nay là thờ vua thành thái nhà nguyễn do vậy những bài vị thờ các thổ ti họ vi sau này có thêm bài vị Các tổ ti họ triệu, họ mã, họ nông Cũng chẳng có gì ngạc nhiên Quyết định bãi binh Dù khiến một người phụng chiếu cần vương như ông Thấy chua xót Nhưng khi đã lực bất tòng tâm Chẳng thể làm được gì nhiều Nhắc mấy cậu học trò đi ngủ sớm Ông đồ tiện ngồi ngay cửa phiên tần miếu Ngắm rừng trám trước mặt Với ông lúc này Sự tồn vong của Giang Sơn xã tắc Không thể trông cậy vào nhà Nguyễn cuối năm ngoái khi con trai từ sứ thanh về ăn tết đã cho biết thủ lĩnh phong trào cần vương tại sứ thanh là tống duy tân đã thọ nạn đã từ ngực xuôi chống giặc ông đồ tiện nhớ lại năm xưa vua hàm nghi đã phong cho tống duy tân là tránh sứ sơn phòng thanh hóa để chống giặc phú lang sa dù sau này vua hàm nghi đã bị giặc phú lang sa bắt rồi cho lưu đày biệt sứ thủ lĩnh tống duy tân vẫn miệt mài chống giặc không bãi binh chiến khu ba đỉnh do ông cùng mọi người gây dựng khiến quân xâm lược thiệt hại khá nhiều. Tiếc là trời phụ lòng người. ngán mánh trăng mờ nhạt phía trước mặt, ông Đỗ thiện thở dài chua xót kể báo cho giặc vũ lang xa bắt vị thủ lĩnh là án sát hà tĩnh cao ngọc lễ có một điều bất nhẫn hắn vừa là học trò vừa gọi tống duy tân là cậu ruột thương tiếc một người trung quân ái quốc nhưng bị triều đình coi là giặc cỏ ông Đỗ thiện nhớ rõ con trai là tri huyện đinh văn nhân tiết lộ do không chiêu hàng được thủ lĩnh tống duy tân lão công sứ thanh hóa là bù long đã lệnh cho tổng đốc sứ thanh mang ông ra pháp trường xử trảm ông đồ thiện không sao chợp mắt được nếu em trai ông là đề đốc đinh vân lành lúc vị quốc vong thân còn được vua hàm nghi sắc vong là uy vũ tướng quân những vị thủ lĩnh sau này ra pháp trường nào được phong tước đó là sự thiệt thòi chỉ có trời xanh nhìn thấu sau hai ba ngày tới thung lũng hồ gầm cùng ngôi cổ tự hai người lính khi xưa đã quay về bẩm báo theo những gì họ thấy ngôi cổ tự hiện nay trong tình trạng hoang tàn không người gõ mõ tụng kinh dãy nhà ngang đã bị thiêu dụi từ lâu trải qua những trận mưa giờ chỗ đó chỉ còn là mớ hỗn độn ông Độ thiện im lặng không thốt lên câu nào ba năm đã trôi qua nên khó biết được mọi chuyện duy có điều người cháu tự xưng là thích minh đăng chỉ sau có nửa năm sống trên chùa bản thân ông thấy có điều gì đó mờ ám tiếc là tìm hiểu ngọn nguồn là điều còn khó hơn lên trời. Sau một tuần thăm thú các nơi, thắp hương phần mộ các cụ tổ họ vi, ông Đỗ Thiện dẫn học trò tới đền thờ ông Hoàng Bảy, một vị tướng quân cùng thời với cụ tổ vi văn bản. Đứng trước ngôi đền vừa được tu sửa, ông ngậm ngùi nói với học trò, với mong muốn họ tiếp thu lòng yêu nước. Nếu ai hết lòng vì trang sơn xã tắc, vì muôn dân, sẽ được dân lập đền thờ. Các con hãy nhớ câu, sinh vi tướng, Tờ Vi Thần Sau 7 năm làm quan tri huyện Trước khi về Kinh Đô Huế nhận chức tại bộ lễ Đinh Văn Nhân khiến song thân nở nụ cười viên mãn khi quyết định lập gia đình ở tuổi 25 Mùa xuân năm Tân Sửu 1901 tức năm Thành Thái thứ 11 Tri huyện Đinh Văn Nhân đẹp duyên cùng Lê Thị Ngọc là con gái của quan tuần phủ Bắc Ninh Xét về gia thế dù ông Đinh Văn Thiện chỉ là thầy đồ làng, nhưng từng đỗ hoàng giáp thời vua tự đức và làm tới chức tri phủ, sau đó ông làm án sát thời vua hàm nghi. Khi nhà vua ban chiếu cần vương, ông được phong làm hiệp thống quân vụ đại thần hàm nhất phẩm. Như vậy xét trên mọi phương diện, hai nhà môn đang hộ đối. Đã lâu rồi, ngôi từ đường họ Đinh lại treo đèn kết hoa. Việc hỷ sự giúp mọi người quên đi những tháng ngày đen tối. Chẳng nói đâu xa, cách đây hơn chục năm, khi đó tướng quân Đinh Văn Thiện còn lo tổ chức chống giặc, em trai rồi cháu trai ông lần lượt vị quốc vong thân khiến họ đinh trao đảo như thuyền trước cơn bão khi con trai đưa con dâu về lại mặt tại tỉnh bắc ninh ông đồ thiện chợt nhớ đến cụ tổ vi văn tố tức ngạc quận công mối lương duyên với sứ kinh bắc của họ vi ngày xưa và họ vi bây giờ bắt đầu từ thời vua cảnh hương nhà lê theo cuốn sách cổ ghi chép Cụ Vi Văn Tố từng giữ chức tà đô đốc Bắc Quân Phủ để bảo vệ kinh thành Thăng Long từ Mạn Bắc. Giờ đây, khi con trai làm rể quan tuần phủ Bắc Ninh, ông đổ thiện thờ phào nhẹ nhõm. Thấy bà Lực là em dâu, già đi trông thấy, ông lựa lời an ủi vì biết việc gặp Đinh Văn Lâm chẳng dễ. Bởi sau khi dứt ba mạng người trên sơn Tây, cháu trai của ông giờ như bóng chim tăm cá. Giá kể không xảy ra biến cố, năm nay Đinh Văn Lâm chắc có vợ con đàng hoàng, vì đã tới tuổi tam thập nhi lập biết bà em dâu nhấp nhổm từ dạo nghe tin con trai xuống tóc đi tu ông đồ thiện điềm đạm nói ai thì không rõ lâm nhà mình chẳng thể tu được dù đổi thành thích minh đăng căn cốt không có nếu tu rồi sớm hoàn tục vâng em tính đi tìm con nhưng chẳng có manh mối nào ông đồ thiện nhắc nhẹ khắc đi rồi khắc về duy có điều tội lỗi khi xưa chắc quan phủ không bỏ qua được cả đời hiếm khi rời cổng làng sau khi con trai gây án thì bà lực theo mẹ chồng là bà cụ thiện về làng đơ thao giờ thuộc tỉnh hà đông ở bên này chừng vài năm sau khi mẹ chồng khuất núi bà xin phép anh chồng là ông đồ thiện về lại làng kẻ vẽ để phụng dưỡng cha già khi cụ lý bình là thân phụ bà khuất núi Thay vì quay về ngôi từ đường họ Đinh, bà xin em trai cất một căn nhà nhỏ ngay góc vườn để sống qua ngày. Thương bà em dâu quá chồng, khi còn trẻ, người con trai lớn bị sự chạm lúc tuổi đôi mươi. Trong những kỳ dỗ chạp của họ Đinh, ông bà đồ thiện đều mời bà lực quay về sống chung dưới một mái nhà. Tuy nhiên bà nhất quyết ở lại nơi chôn nhau kết rốn chẳng muốn rời. Nhờ việc dạy học nên ngôi từ đường không hưu quạnh. Sau khi con trai lập gia đình, người con dâu sẽ ở lại đây khi chồng về kinh nhậm chức. Do chồng muốn đôi vợ chồng trẻ phải xa cách, bà Đồ đã bàn với chồng chỉ lưu con dâu ở ngôi từ đường hết mùa hạ cho phải đạo. Sau đó sẽ lai kinh để vợ chồng sớm tối có nhau. Dù đã giữ chân, bà Lực chỉ ở lại thêm một ngày sau đám cưới rồi tất tả quay về làng cũ. Bà Đồ Thiền thấy vậy liền sách giỏ mây đựng thức ăn ra, tiến ra tận cổng làng đơ thao cùng phận làm dâu nhà họ Đinh, hai bà chưa một ngày bất hòa hay to tiếng. Âu cũng là việc hiếm ở đời. Bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, ông đồ thiện hài lòng bởi con trai yên bề ra thất. Nay mai, ông bà sẽ có chóng nội, để dòng họ Đinh được tiếp nối. Lứa học trò đầu tiên có người đỗ cử nhân ra làm quan, có người đậu tú tài khiến tiếng lành đồn xa. Không chỉ tỉnh Hà Đông, nhiều người nơi khác đã khăn gói quả mướp dẫn con đến làm lễ bái sư chàng giống mấy ông đồ xứ nghệ đi dạy học và ở nhà gia chủ ông ngồi nhà dạy học bình thơ không còn muốn ra làm quan nhà họ đinh có đinh văn nhân làm quan ngũ phẩm là đủ chán cảnh nhân tình thế thái hiện nay trốn quan trường không còn như xưa mọi việc đều phải được sự gật đầu của đám quan cai trị người phú lăng xa bọn chúng có tòa khâm sứ ở cả ba kỳ lão công sứ còn quyền to hơn cả quan tuần phủ lẫn tổng đốc kẻ chóp bu cai quản mọi việc là lão toàn quyền Đông Dương Pondrome. Phế vua đi, cho đi đẩy biệt sứ, chọn vua khác lên ngôi, tất cả đều do người Phú Lang xa định đoạt. Thời thế đâm phải thế, ông chỉ mong con trai là vị quan tốt để dân được nhờ, việc chống giặc phải trông vào những cách làm mới. Có vợ cùng con dâu lo việc nhà, hàng ngày thêm mấy cậu học trò lớn tuổi phụ giúp, ngoài việc lo dạy học, Ông dành thời gian đọc và hiệu đính lại cuốn sách do cụ tổ họ vi viết ra. Khi xưa các cụ viết đôi chỗ đọc bị nhầm lẫn, ông muốn tránh bị tam sao thất bản nên chỉnh sửa dần. Đặc biệt phần viết về nơi trôn giấu kỳ thiên bảo vật được ông dụng công tìm hiểu. Khi hai món bảo vật được em trai đào lên và ông cho nung thành 11.000 lạng vàng mua võ khí, giờ họ vi khi xưa tức họ đinh ngày nay chỉ còn món bảo vật cuối cùng. Chẳng rõ vì sao các cụ phải dụng công đến như vậy, nhưng nếu đúng những gì trong sách đã viết, món kỳ thiên bảo vật có giá trị nhất, trọng lượng nặng nhất nên khó đong đếm nổi. Các cụ tổ dù thông thạo cổ thư nhưng lối viết nhiều chỗ vừa bí hiểm lại khó luận giải, chưa kể có những đoạn đọc khó hiểu. Ông Đỗ Thiện sợ một điều, các thế hệ đời sau có sách cũng chẳng tìm được bảo vật. Sợ dĩ ông quyết không tiến hành đào bới và đưa món kỳ thiên bảo vật về xuôi là có nguyên do. Các cụ tổ để lại ba món, Ông đã sai em trai đào hai món rồi nung chảy. Tự dưng bây giờ đào nốt món cuối cùng sẽ mang tiếng ăn hết lộc của con cháu. Đúng như cụ tổ Vi Văn Bạc đã viết rõ, vạn bất đắc dĩ con cháu mới phải đào lên, bà vật đề thì còn, mang bán sẽ nhanh tiêu tán. Chàng dám trái lời tiền nhân, ông lo hiệu đính và vẽ lại sơ đồ châu khảo bàn cùng viên thần miếu. Biết đâu sau này con cháu họ đinh sẽ cần tới. Khi phong trào cần vương đã bị giặc phú lang sang đè bẹp, Giang Sơn xã Tắc Đại Nam đã nằm dưới sự cai trị của chúng. Ông chỉ biết sống khép mình và nói gương các sĩ phu Bắc Hà quyết không làm quan hay cộng tác với giặc. Đĩa đèn dầu lạc đã cạn. Ngoài trời dù chưa sáng rõ mặt người, nhưng có tiếng người đi chợ sớm, tiếng xe mòn lộc cọc qua cổng. Bà đồ sách siêu nước lên nhà nhưng nén tiếng thở dài. Biết chồng cả đêm trong đèn đọc sách và nặng chịu suy tư trước vận mệnh của dân tộc. Dù con dâu chịu khó thức khuya dậy sớm cùng, bà vẫn tự mình đun nước để chồng pha trà. Buổi trưa khi người con dâu bưng mâm cơm lên, bà Đô khẽ hỏi chồng. Tối nay mình có sang nhà quan án mạnh để bình thơ không? Ông Đồ Thiện khẽ thở dài. Do cùng làng lại mở trường dạy học, nhiều buổi bình thơ do mấy vị nhà nho và hưu quan bày ra đều có mời. Nổi bật trong đó là quan án sát Trần Đình Mạnh, người về hưu sống đời ung dung tự tại trong làng. Giá kể vào thời điểm khác, việc bình thơ đối chữ cùng các bậc túc nho các vị khoa bảng là thú vui tao nhã tuy vậy trước cái chết của thủ lĩnh tống duy tân sự áp đặt cai trị của người phú lang sa ông thấy những cuộc bình thơ vô bổ nó là cách quên đi thực tại qua những bài vịnh tùng cúc trúc mai dùng xong bữa trưa ông đồ thiện cầm quạt phe phẩy rồi bước xuống nhà ngang hài lòng thấy đám học trò tự giác giờ nào việc đó ông quay lên nhà trên thấy bà đồ đang phơi thóc ngoài sân ông chậm rãi trả lời câu hỏi khi nãy Giặc phú lang cha chế tạo được đại bác và súng dài nên đánh đầu tháng đó. Quan lại dù ngồi trên công đường hay đã về hưu, mặc vận nước thịnh suy, chỉ chú tâm vào vịnh thơ tứ thời. Tôi kiếu. Không muốn tuyệt chiêu kỳ lên kiếm pháp thất truyền, biết con trai là quan ở kinh thành Huế sẽ chẳng đời nào học. Ông Độ Thiền quyết định truyền dạy cho những người học trò lớn tuổi. Dẫu biết, cung kiếm chẳng đấu lại được với súng của kẻ cướp nước, thông qua những buổi luyện kiếm pháp cộng thêm những bài giảng của mình ông muốn hôn đúc lòng căm thù giặc phú lang sa và đề cao tinh thần thượng võ chứng kiến cái chết oanh liệt của hai vị tổng đốc hà nội ông thấy một dân tộc có sự can trường thôi chưa đủ phải có vũ khí mạnh nhằm đấu lại quân thù tuy nhiên khi chưa có được những thứ đó lòng can đảm và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ là vũ khí lợi hại ngán ngẩm bởi những kẻ bàng quang với thời cuộc ông biết mình chẳng còn hứng thú để luận bàn những áng thơ kim cổ Xét cho cùng nó chỉ là thứ phù du khi bách tính còn lầm than. Nhờ việc con trai làm quan trong triều đình, học trò là con của tránh tổng và lý trưởng, việc dạy chữ và luyện kiếm của đám học trò do ông đồ thiện hướng dẫn không bị chức dịch làm khó hay báo quan. Không mong học trò của mình giấy binh chống giặc, thời điểm phong trào cần vương lớn mạnh đã qua. Ông đồ thiện chỉ muốn học trò thấm nội đau mất nước và có sự cuột cường. Điều này chỉ có được khi văn võ song toàn, đó là ngẫm từ cuộc đời thăng trầm của ông. Dự lễ nhà bảo tháp của sư chủ trì Phước Thịnh Tự trong 3 ngày, sư thích Minh Đăng về trước vì sư chủ trì còn bận nhiều việc. Sau năm đầu tu tập tại Phước Lâm Tự, sư Minh Đăng được sư phụ của mình là Thích Nhân Nghĩa gửi đến Linh Biểu Tự. Sở dĩ có việc này là do sư chủ trì của Linh Biểu Tự đã già yếu như ngọn đèn trước gió. Sư phụ muốn để thử thích Minh Đăng ở đó phụ giúp việc rồi đợi ngày thế chỗ. Sư thích không tánh, trụ trì linh biểu tự, hơn bốn chục năm. Giờ như ngọn đèn trước gió. Thời gian đầu, vừa tới đây, sư minh đang còn tưởng ngày sớm viên tịch. Chẳng ai học được chữ ngờ. Người về miền cực lạc sớm, lại là vị sư tuổi chưa đến tứ tuần, hiện đang trụ trì phước thịnh tự. Khi ngồi dùng cơm chay, sư minh đang thấm tía câu, sinh cố hạn, từ bất kỳ. Chẳng rõ sư thích không tánh còn trụ được bao năm, nhưng rõ ràng cái chết của vị sư trẻ khiến sư minh đang suy tư bước vào tuổi tam thập nhi lập dù hiện thời sống an yên trong danh phận mới nhưng có nhà không thể quay về có mẫu thân chẳng thể phụng dưỡng vẫn khiến một người vừa tu vài năm phải tâm tư không cảm tâm nghe một người rằng mãi cho mình đủ thứ sư minh đang muốn nhanh chóng trụ trì linh biểu tự đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho kẻ phải sống cảnh vong gia thất thổ trong lúc chú tiểu lúi húi nấu cơm sư minh đang chắp tay đi dọc sân chùa với bồn bề âu lo dù linh biểu tự chẳng bề thế và cổ kính như Phước Lâm Tự, bù lại trong chùa có nhiều đồ quý giá do các đời trước cung tiến. Hiện nay, trong chùa còn một chuông đồng do Minh Vương Nguyễn Phúc Chu ban tặng. Ngoài ra, những bà phi tần của các đời chú Nguyễn đều công đức vàng bạc châm ngọc cho chùa. Vốn không ham vàng bạc châu báu, ngày con bé ở nhà, sư Minh đang chứng kiến thân phụ là đề đốc Đinh Văn Lành, đào trong ngôi tử đường hai món bảo vật truyền lên động khảo bàn để nung chảy mua võ khí chính thời điểm truyền bào vật tới cờ rừng, quân Cẩn Vương đã bị quân triều đình phục kích. Dù thân phụ vị quốc vong thân, Sư Minh Năng thấy ấm lòng bởi người Bắc ruột là tướng quân Ninh Văn Thiện, không những hậu táng còn chém bay đầu cả chi phủ lẫn lãnh binh để trả thù. Trong muốn nghĩ nhiều về những việc đã qua, Sư Minh đang thấy cần phải lấy toàn bộ số vàng bạc và quý giá của Linh Biểu Tự để giấy binh chống giặc. Đã mang tiếng là kẻ sát nhân, chỉ bằng vùng lên đánh giặc làm dạng danh cho dòng họ biết mình chẳng thích hợp làm kẻ tu hành, nhân lúc sư thích không tan còn bận việc, sư Minh đang sai chú Tiểu tới nhà ông xã trưởng mua một con gà trống. Để chú Tiểu và ông xã trưởng khỏi thắc mắc, sư Minh đang căn dặn. Chùa nuôi gà để nó gáy sớm, báo hiệu ngày mới. Chú Tiểu cầm sâu tiền bước về phía cuối nàng. Ngay lập tức sư Minh đang vào gian tam bảo bưng ra vò rượu quý. Nhà chùa vẫn không uống rượu, chẳng hiểu sao có một viên võ quan lại dâng bình rượu vào năm ngoái Giờ là lúc rượu được dùng đến. Trong lúc đợi chú Tiểu quay về, Sư Minh đang nổi lửa rồi đặt một trào gang sâu lòng lên bếp và đổ nước vào. Chẳng mong trở thành cao tăng đắc đạo, Sư Minh đang tự thấy phải sống đúng với chính mình vì cuộc đời vốn vô thường. Nước sôi già, vừa lúc chú Tiểu xách lồng gà quay về, thấy sâu tiền trên tay chú Tiểu còn nguyên, chứng tỏ vị xã trưởng đã công đức con gà cho nhà chùa. Duy có điều, nó chẳng thể nhìn thấy ánh bán mai để vươn cổ gáy Nghĩ sao làm vậy? Sư Minh đang nhắc chú Tiểu đi ngủ sớm. Ngay sau đó liền kéo cổ con gà dài ra, rồi bè mạnh trước khi thả và chảo nước. Ngay trước khi còn ở làng, việc giết gà hay mổ lợn, dù ít làm nhưng sư đều thạo. Trong nháy mắt con gà đã được vặt lông và mổ phanh. Không muốn mất thời gian vào việc làm lòng, toàn bộ những thứ mổ ra đều được ném xuống ao cho cá rỉa. Con gà trống giờ được luộc trên bếp, để đêm nay sư Minh đang độc ẩm nhằm tránh phạm phải sai lầm như là ở ngôi cổ tự những năm về trước sau khi vớt con gà luộc đặt ra chiếc mâm đồng sư minh đăng chốt cửa buồng nhốt chú tiểu bên trong ở bên ngoài sư ngồi dùng dao xẻo thịt gà thưởng thức cùng bình rượu quý tiếc vì mình chẳng có tài thơ phú tạm hài lòng bởi rượu và thịt gà đều ngon sư minh đăng rất rượu từ bình ra bát mỗi hấp rượu là xẻo một miếng thịt gà đưa cay nhờ vậy những muộn phiền dường như tan biến khi tiếng gà gáy trong làng vọng lại chú tiểu mở mắt bước ra ngoài cầm chồi quét sân nhìn lồng gà trống trơn còn những cành cây trong chùa chẳng có gà đậu chú vội chạy vào chai phòng báo tin kể từ khi sư minh đang xuất hiện tại linh biểu tự đàn chó canh chùa lần lượt biến mất một cách khó hiểu đến giờ là con gà trống vừa mang về tối qua chú tiểu vốn chẳng có tính nghi ngờ nên có sao đi báo lại như vậy bực mình vì bị đánh thức khi đang say giấc nồng sư minh đang quát ngay cá tre vượt vũ môn hóa rồng gà vượt cửa sinh tử hóa thành đại bàng sao phải lo lắng a à, di đà phật sau những ngày chủ trì lễ cầu siêu ở phước linh tự sư thích không tánh quay về linh biểu tự vì ngài còn phải chuẩn bị cho lễ phật đàn xanh không giống như nhiều chùa khác có vài trăm mẫu ruộng cùng nơi thờ tự xây cất rộng lớn bao đời nay các đời sư chủ trì chọn cách sống khiêm nhường nên chùa vẫn không có xây cất thêm như bao nơi khác ngoài ba mẫu ruộng chùa có tiền cũng chẳng mua thêm bởi ngài cảm thấy như vậy đi ngược với giáo lý nhà phật với những thỏi vàng thỏi bạc cùng bao đồ quý giá ngài cho hết vào xương rồi khóa lại tất cả số tài sản đó ngài muốn khi cần sẽ mang ra sử dụng như vậy sẽ thiết thực hơn cho bá tánh hài lòng vì mọi việc trong chùa vẫn được chu toàn sư thích không tánh sau khi gõ mõ tụng kinh và dùng bữa cơm chay để đi nghỉ lúc này ngoài sân chú tiểu vẫn quét lá rụng còn sư minh đăng trong đèn ngồi đọc sách mặc trong ngoài kia có nhiều biến động nếp sống nơi đây vẫn như ngày mới dựng chùa thờ phật và thời chúa nguyễn đúng canh tư giờ xỉu khi mọi người say giấc nồng một bóng đen lặng lẽ dùng mũi dao đầy then cửa buồng sư thích không tánh rồi nhẹ nhàng bước vào do quen thuộc nơi đây chẳng cần phải đốt đuốc kiếm tìm bóng đen đặt con dao cạnh tường rồi lấy chiếc gối tiến lại gần bằng động tác dứt khoát và mạnh mẽ Bóng đen úp gối vào mặt vị trụ trì của chùa Linh Biểu Tự và giữ chặt. Vốn tuổi cao sức yếu, sư Thích Không Tánh đã buông thõng cánh tay ngay sau đó. Bóng đen đặt gối ra bên cạnh, rồi chấp tay đọc một đoạn kinh trước khi rời phòng và khép cửa lại. Khi đã ngồi trên giường, sư Minh đang ngước nhìn bầu trời đầy sao rồi khẽ mỉm cười. Ngày mai, Linh Biểu Tự sẽ có vị trụ trì mới thay cho sư Thích Không Tánh, vừa thu thần viên tịch chẳng phải người hay chữ tuy vậy trước việc làm độc ác của mình sư minh đăng thốt lên hai câu thơ nhằm biện bạch trải qua mấy bận long đong ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành tin tức về việc sư thích không tánh viên tịch khiến mọi người xúc động dẫu sao nghe xuất ra rồi trụ trì linh biểu tự đã nửa thế kỷ với bao thăng trầm cùng vận mệnh dân tộc khởi nguồn chỉ là một gian nhỏ lợp mái lá dừa và được lập dưới thời chú Nguyễn. Khi đó sứ Đẳng trong và sứ đảng ngoài vẫn còn phân tranh. Sau một thời gian tu tập, sư Thích Không Tánh đã về linh biểu tự trụ trì thời vô tự đức cho đến nay. Ngài là tấm gương về một vị chân tu khiến nhiều người ngưỡng vọng. Khi bước vào tuổi bát tuần, sức khỏe của Ngài đã yếu đi nhiều. Có đôi lần, việc hậu sự đã được Phật tử chuẩn bị. Mừng thay, Ngài khỏe lại, nhưng lần này thì không. Cả cuộc đời thanh bạch, Lúc về cõi Tây Phương cực lạc, bà con Phật tử trong vùng kéo tới đông đảo. Nhiều vị cao tăng của xứ Quảng tham dự lễ cầu siêu để ngài vãn sanh miền cực lạc. Cỗ quan tài bằng gỗ quý do đích thân quan tổng đốc cung tiến. Lúc di chuyển phải cần tới 12 thanh niên, trai tráng, khiêng vì quá nặng. Quan thi hải sư thích không tánh đúng 12 ngày cho mọi người tới viếng. Lúc cỗ quan tài được hạ huyệt, linh Bầu tự chính thức có vị trụ trì mới người sẽ lo việc gõ mõ tụng kinh và làm dỗ cho các đời trụ trì trước đây tính từ đời sư tổ thích huyền minh lập chùa có một sự trùng hợp khá thú vị khi xưa sư thích không tánh làm trụ trì linh biểu tự lúc ngày vừa tròn 30 tuổi hiện nay sư thích minh đang làm trụ trì cũng vừa bước sang tuổi 30 có được sự kế thừa hoàn hảo này tất cả là nhờ vào dự liệu của sư thích nhân nghĩa sau buổi đọc kinh cuối Các sư quay về chùa của mình Bà con Phật tử trở lại cuộc sống thường nhật Linh biểu tự lúc này chỉ còn sư thích Minh Đăng cùng chú Tiểu Không gì khổ bằng đeo mặt nạ trong 10 ngày tăng sự Dẫu sao vẫn hơn những kẻ Cả đời đeo mặt nạ Sư Minh Đăng nghĩ vậy Dù có chút hối hận khi ra tay Tiễn vị trụ trì về miền cực lạc Giả sử nếu không úp gối vào mặt Với sức khỏe kém và tuổi đã cao Sư thích không tánh giỏi lắm Trụ được hết năm nay Thời gian là thứ xa xỉ, chưa kể kho báu có thể bị mất trộm bất kể lúc nào. Sư Minh Đăng tự biện bạch và cho rằng tiến vị trụ trì đi sớm vài tháng không phải là tội ác. Biết chú Tiểu do mệt nên đã ngủ say. Sư Minh Đăng lặng lẽ mở cửa gian tam bảo bước vào. Đây là ngày đầu tiên trụ trì nhưng phải hành động ngay. Linh biểu tự dù nhiều đồ quý, sư thích không tánh lại bảo quản khá sơ sài. Dường như khi còn sống, Ngài tin vào sự thiện lương nên chẳng đề phòng. Không quá mất công, ngay khi cúi xuống ban thờ xây bằng gạch, một hòm gỗ được khóa cẩn thận, cất bên trong. Chỉ cần đám mạng nhện răng đầy, sư Minh đang hiểu, từ lâu chả ai ngó ngàng đến, việc mở để kiềm kê càng không có. Từ dạo lỡ tay giết chết ân nhân của mình ở sân Tây, việc giết thêm chục mạng người nữa là điều dễ hiểu. Lôi hòm gỗ ra bên ngoài, thay vì vào phòng vị chủ trì vừa mất để tìm chìa khóa Sư Minh đang nhặt ngay viên gạch rồi phang thật lực. Nắp hòm vừa mở ra, dưới ánh đèn leo nét, những thỏi vàng cùng đồ cung tiến quý giá từ thời xưa lần lượt hiện ra. Cầm chiếc châm cài tóc bằng ngọc quý nạm vàng, tương truyền đây là của một bà phi nào đó. Sư Minh đang đưa lại gần đĩa đèn và ngắm nghía. Biết mẫu thân ở nhà không ưa dùng đồ trang sức, nhưng nếu dùng chiếc châm làm quà dẫn cưới sẽ thú vị biết bao. Dù bây giờ được trụ trì một ngôi chùa lớn, Sư Minh đang thừa hiểu mình chẳng có duyên với Phật pháp chẳng qua vào chùa để tìm chỗ trú chân nhằm mưu việc lớn. Khi kiểm đếm số vật phẩm quý giá, thấy chưa bằng một góc hai món bảo vật năm xưa. Dù thoáng buồn nhưng Sư Minh đang vẫn hài lòng vì nó đảm bảo cho cuộc sống sau này. Lấy được những thứ quý giá ở Linh Biểu Tự không quá khó, việc làm sao chuyển an toàn ra Bắc sẽ khó hơn nhiều. Chưa kể quan phủ đâu có dễ bỏ qua tội chém đầu cho con Lý Hoa năm nào. Ngồi ngắm hòm vàng cùng châu báu, Sư Minh đang thấy lòng mình như nguội lạnh. Hiện nay, do trở đi mất núi, trở lại mắc sông, dẫu ngồi trên đống vàng cũng đâu phụng dưỡng được mẹ già nơi quê nhà. Khởi phát việc giết người lấy của để mua võ khí. Giờ đây khi tận mắt chứng kiến quân đội của Phú Lăng Sa, Sư Minh đang thấy chả còn hứng thú. Hùng mạnh như đội quân hơn vạn người của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định vẫn thua. Giờ lấy trứng trọi đá rồi chết thảm. Trong suy tính của mình, Sư Minh đang dự tính sẽ trụ trì ở đây đến khi dỗ đầu Sư Thích Không Tánh sẽ rời đi. Như vậy còn một năm để chuẩn bị mang theo số vàng bạc châu báu. Hiện nay việc quay ra Hà Nội hay vào gia đình đều được tính đến. Bất luận thế nào, sư quyết hoàn tục vì đã chán đeo mặt nạ suốt bấy lâu. Trời tăng tảng sáng, nghe tiếng trội của chú tiểu quét sân, sư Minh đang từ chai vòng bước ra. Ngài cầm đấu thóc vãi ra một góc cho đàn gà tới mổ. Dù nói tác mua gà để trúng gáy, kỳ thực đàn gà mái không có một con gà trống. Việc đó giờ chẳng quá quan trọng có vài lần chú tiểu thắc mắc vì sao đàn gà mất đâu vài con sư minh đang giải thích có thể cáo trồn đã tha đi mất tính ra một tháng đàn gà hụt mất hai con nó trùng hợp với những lần chú tiểu được phép về thăm nhà hoặc được sai đi công việc ăn thịt gà mãi đâm chán sư minh đang muốn mua thịt lợn ngạt nỗi sợ dân trong vùng dị nghị chưa kể vò rượu ngon đã hết giờ đi mua bình rượu mới đâm mất tiện thấy chú tiểu đã xong việc trước khi vào gian tránh điện gõ mõ tụng kinh Sư Minh đang gọi chú Tiểu rồi căn dặn. Con mua bình rượu về để sư phụ đun nước thơm, lau rửa đồ thờ tự. Vốn ngày thơ nên chú Tiểu vâng lời cầm tiền đi mua ngay. Sư phụ thích không táng nhận chú Tiểu vô chùa vì nhà đông con không nuôi nổi. Hai thầy trò gắn bó thân thiết được vài năm. Khi sư phụ mất đi, sư Minh đang tạo điều kiện cho chú Tiểu thường xuyên về thăm nhà. Lòng tốt nào cũng có cái giá của nó. Hễ mỗi lần chú Tiểu về nhà, một con gà sẽ được mang ra luộc rồi nhắm rượu. Khi sai chú tiểu đi mua rượu, còn biến báo được, sẽ đi mua thịt lợn sẽ khiến cả người bán nghi ngờ. Gọ mõ tụ kinh xong, nhầm tính. Sư Thích Khương Tánh đã viên tịch tròn trăm ngày, Sư Minh Đăng khẽ thở dài vì đợi một năm quả là dài đằng đẵng. Ở trong này không như ngoài Bắc, mùa đông chẳng có, chỉ có mùa mưa và mùa khô. Nhiều lúc muốn quay về Hà Nội, Sư Minh Đăng lại sợ bị rơi vào tay quan phủ nên muốn vô nam kỳ lục tỉnh. Dẫu chưa quyết được nơi mình sẽ hoàn tục sống cuộc đời bình dị, món thịt lợn vẫn khiến vị trụ trì không tập trung được. Ngồi dùng cơm chay cùng chú tiểu, sư Minh Năng chợt nhớ ra một điều quan trọng. Đến người còn giết được, tại sao không bắt và thịt một con lợn đánh chén cho đã cơn thèm. Vốn chẳng phải người hay đánh đo, sư Minh Năng dặn chú tiểu chiều nay có thể về thăm nhà, như vậy ngày rằm vẫn có mặt tại chùa để thắp hương cúng Phật. Được sư chủ trì mới quan tâm cho về thăm nhà nhiều hơn, lần nào cũng có bao thóc khiến chú tiểu cảm động. Lòng tốt của sư Minh Đăng phần nào bù đắp sự trống vắng khi sư phụ thích không tánh viên tịch. Ngay khi gà lên chuồng, chú Tiểu đã cho bao thóc vào xe cút kít, rồi trở về thăm nhà, cách đó chục cây số. Đoạn đường từ chùa về nhà tương đối bằng phẳng, chú Tiểu đi nhanh, sẽ về đến nhà trước canh một, giờ tuất. Khép hai cánh cổng chùa, sư Minh đang thay bộ nâu sồng và ngồi thiền mặc trong chai phòng. Bên cạnh ngài là con dao được mài sắc và lắp vào cán là thanh tre đực. Ngồi trong không gian tĩnh lặng, sư thiền tâm thiếp đi một lúc. Áng chừng đã canh ba giờ tí, lên bắt đầu hành sự. Không đi lối cổng chính, sư trèo qua tường giáp với con đường dẫn vào xã Bình Đào, đó là nơi có nhiều nhà nuôi heo, theo cách gọi trong này ngôi nhà ngay giữa làng của cai đội tòng chỉ có bà mẹ già cùng người vợ trẻ và bốn đứa con sinh sống hiện nay cai tòng vẫn ở kinh thành huế nên chỉ ghé về thăm nhà khi được quan trên đồng ý do bà cụ hay ghé chùa sư minh đang nắm được mọi lịch trình sinh hoạt giờ là lúc khởi sự việc này khác nào đánh đồn không có địch chẳng muốn mình lạm sát người vô tội sư minh đang nhẹ nhàng đi về phía chuồng lợn từ nơi vườn chuối vốn ở xã nghèo này chưa từng xảy ra việc mất trộm không tha mấy con lợn to vì chẳng ăn hết con bò đi đâm phí của rời. sư minh đang khai đao giết con lợn nằm gần cửa chuồng áng chừng ba chục cân thay vì mua miếng thịt lợn ăn cho đỡ thèm sau khi dùng dao xả thịt con lợn nằm hai phần bỏ lại cỗ lòng cùng tim gan phèo phổi và thủ lợn sư minh đang nhặt tàng thịt còn lại rồi nhanh chóng quay về dẫu biết của đau con sót Ít ra ngày mai lúc thức giấc, nhà cái tòng còn có chỗ thịt còn lại ăn cùng nhau. Vậy là tươm chán. Cho phép chú Tiểu về thăm nhà ba ngày, hai cánh cổng của biểu linh tự chẳng hề mở ra. Ngoài việc sớm tối gõ mõ tụng kinh chiếu lệ, Sư Minh đang hài lòng với số thịt lợn do mình chế biến. Bình rượu được chia đều cho ba ngày vẫn chẳng đủ. Để chú Tiểu khỏi băn khoăn, còn dân làng không bàn ra tán vào. Số xương lợn được sư đào hố trôn luôn cho gọn. Nửa con lợn ăn trong ba ngày không thể hết. Ít ra, nó giúp cho cơn thèm thịt được giải thoát. Còn từ nay đến lúc rời đi, lại tính tiếp. Ngoại trừ việc uống rượu và ăn thịt, sư Minh Năng tự hào vì mình chưa dính vào sắc dục. Ít ra, như vậy tránh được sự ô uế trốn thiền môn. Dù chẳng đọc và thuộc nhiều kinh sách, sư Minh Năng vẫn chú tâm dạy dỗ chú Tiểu. Hy vọng sau này chú Tiểu thành bậc chân tu. Qua ngày dỗ đầu của sư Thích Không Thánh, đàn gà năm xưa đã vắng bóng, còn chùa chưa từng có gà trống gáy. Với sư Minh Đăng, việc đó chẳng hề gì. Ngay khi trời hừng sáng, sau khi nhắc tú tiểu canh chùa, sư Minh Đăng tới phước lâm tự, thành giáo sư phụ của mình là cao tăng thích nhân nghĩa. Người vừa được vời về, về kinh thành Huế có việc. Đấn ná ở lại chùa một năm sau khi giết sư trụ trì, sư Minh Đăng tự thấy bản lĩnh hơn người. Có một điều đáng tự hào, dù uống hết vài bình rượu, sư chưa vùng đào giết thêm người nào nữa, Tuy nhiên khi đã đứng trong vũng bùn, giờ là lúc hoàn tục bởi khoác tâm áo cả sa chỉ làm ô uế cửa chùa. Đợi sư phụ thưởng thức xong chén trà, sư minh đăng lễ phép thưa. Bẩm sư phụ, do không hợp khí hậu nên thời gian qua con đau ốm mãi không dứt. Con muốn xin thầy được về Bắc dưỡng bệnh một thời gian. Sư phụ thích nhân nghĩa, khẽ gật đầu chấp thuận. Ngài cho biết sẽ cử một đệ tử khác sang biểu linh tự trong nom Sư Minh Đăng có thể kết hợp chữa bệnh Và thăm thân một lượt Xa nhà thấm thoát hơn chục năm Thay vì vào Nam kỳ lục tỉnh như dự tính ban đầu Sư Minh Đăng quyết định quay ra ngoài Hà Nội Để bắt đầu cuộc đời mới Có điểm văn đi đường Cộng giấy tờ mang tên kẻ khác Như vậy cái tên Đinh Văn Lâm Đang bị triều đình chóc nã sẽ chẳng ai hay biết Chưa kể giờ đã thuộc triều vua thành thái Hai thầy trò ngồi dùng bữa cơm chay Sư phụ thích nhân nghĩa sai chú tiểu mày mực sau đó ngài viết vào một tờ giấy và áp triện. Khi dùng xong bữa chay, ngài cho tờ giấy vào phong thơ dán lại. Khi trao cho sư Minh Đăng, sư phụ thích nhân nghĩa, ôn tồn căn dặn. Khi nào về tới quê nhà, con hãy bóc phong thơ ra, đọc và suy ngẫm. Dù đã chào từ biệt, đến mùa thu năm quý mão 1903, cỗ xe ngựa chở sư Thích Minh Đăng rời Linh Biểu Tự, xuôi con đường thiên lý Bắc Nam để ra Hà Nội. Ngoài tay nải đựng quần áo, trên xe ngựa có cỗ quan tài bằng gỗ quý. Theo giải thích của sư Minh Đăng, đây là món quà mang về dâng tặng mẫu thân. Thoạt nghe tưởng chừng vô lý, kỳ thực ở nhiều nơi khi nhà có cha mẹ già yếu, người nào có điều kiện đều sắm cỗ hậu sự nhằm báo hiếu. Rời xứ Quảng sang đến Kinh Thành Huế, nhìn cảnh người phú lang xa cả đàn bà lẫn đàn ông đi lại ở cầu trường tiền. Sư Minh đang ước gì mình có khẩu súng để đòm cho bọn ngoại bang phơi xác cho hà dạ. Tuy nghĩ là vậy, xe ngựa vẫn rời Huế xuôi về Quảng Trị vì tránh gặp mưa bão hoặc những cơn mưa dài xứ Huế kéo dài còn hơn mưa rừng trên động khảo bàn. Hành trình từ Huế về Hà Nội không quá khó đi như ngày xưa. Sư Minh đang nhớ lại, người Bắc ruột từng lai kinh ứng thí và đỗ hoàng giáp bởi năm đó sư vừa tròn 7 tuổi, nên nhớ rõ từng băng pháo nổ đón vị tân khoa về vinh quy bái tổ. Thấm thoát đã hơn hai chục năm có nẻ. Do gặp mưa lớn, chuyến quay về kéo dài cả tháng. Thời gian đó đủ cho sư Minh Đăng thấy rõ người phú lang xa có mặt khắp nơi. Thậm chí khi dừng chân gần tòa công sứ tại xứ Thanh, một lần nữa khát vọng có được khẩu súng để lấy mạng vài kẻ hồng mau được dịp bùng cháy ở nơi nào chẳng rõ Hà Nội nghe nói cũng tập trung người phú lăng xa nhiều không kém rõ ràng sống trên mảnh đất cha ông ngàn đời gây dựng tự dưng thấy mình chẳng khắc nào khách trọ ở chiều ngược lại những kẻ mắt xanh mũi lõ đi lại ngây ngang như chúng là chủ của nơi này không cam tâm chịu nhục trong lúc đợi mưa ngớt sẽ khởi hành về Hà Nội sư Minh đăng mặc áo tơi rồi cầm con dao quắm của nhà trọ chẳng có súng và kiếm với con dao quắm nếu biết cách vẫn khiến kẻ khác vong mạng. Kiên nhẫn đợi trời ngớt mưa, sư minh Năng đội nón lá, khoác áo tơi rời nhà trọ. Trong đêm khuya thanh vắng, ngoài đường tịnh không một bóng người. Giấu con dao quắm trong áo tơi, sư minh Năng nhắm hướng tỏa công sứ thẳng tiến. Đứng suốt mấy canh giờ nhưng chẳng thể ra tay, Tội lính gác ở trong tròi canh xây bằng gạch yên cố và có súng. Như vậy chưa kịp vùng dao đã bị dính đạn không giết được người phú lang xa khiến sư minh đang cảm thấy có lỗi thấy trời đã gần sáng còn tụ lính canh đổi gác nên sư đành quay về nhà trọ trời khéo chiều lòng người lúc đến ngã tư bất ngờ có một lão người phú lang xa mặc bộ đồ màu xám đội mũ rộng vành từ xa bước lại chẳng cần biết lão hồng mau là quan binh hay quan cai trị giống kẻ ăn mày vớ được chiếu manh sư minh đang áp sát rồi vung quan dao quắm với tất cả lòng thù hận chất chứa trong lòng khi bàn tay đã nhuốm máu bao người vô tội việc giết được tội phú Lăng xa coi như an nổi cho các oan hồn phần nào trời vừa hừng sáng xe ngựa chờ cỗ quan tài cùng sư minh đang nhanh chóng rời xứ thanh chỉ chút nữa thôi đám người phú Lăng xa sẽ náo loạn và truy bắt hung thủ tất cả đều đã muộn khi xe ngựa rời xa ngay khi về đến hà nội biết chẳng nhà trọ nào cho khách thuê mang cỗ quan tài vào sư minh đang lấy và bạc châu báu cho vào tay này sau đó tặng luôn cỗ quan tài cho người đánh xe ngựa coi như phần thưởng thêm bước vào nhà trọ thoáng mát sư minh đang chưa vội dùng bữa thay vào đó là mở phong thư do sư phụ thích nhân nghĩa viết và trao cho bên trong chỉ có một tờ giấy cùng bài thơ sư minh đang đọc và luận giải nắng tắt hết ngày lại đến đêm đã tối đường đời càng tối thêm nhà mình đen có sao không thắp lại nhờ ánh sáng của nhà bên. Sau núi mặt trời chưa kịp lặn, bên hồ trăng sáng đã nhô lên. Sống chết luân hồi, đời vốn vậy. Sao không niệm Phật, sớm quy thiền. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.